Vâng, thưa quý vị, hơn một tháng bùng phát dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thay đổi nhiều biện pháp chống dịch. Hàng nghìn nhân viên y tế tỏa khắp các mặt trận nhằm chủ động phòng chống dịch COVID-19 và giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các khu cơ sở cách ly y tế tập trung. Và Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát dịch COVID-19 bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7. Vậy cụ thể thành phố thì cần phải triển khai những hoạt động gì nhằm kiểm soát tốt nhất tình hình dịch bệnh trong khoảng 10 ngày tới? Và trong chuyện tối nay, chúng tôi có mời đến trường quay thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, hiện là phó chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam. Xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ đã cùng đồng hành với chương trình. Xin chào quý vị khán giả của VTC. Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tình hình dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cho tới thời điểm này thì vẫn tương đối phức tạp. Vậy thì không biết là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hà đánh giá như thế nào về diễn biến dịch trong thời gian tới? Vâng. Chúng ta đã biết thì Thành phố Hồ Chí Minh là cái địa phương thứ hai trong cả nước với cái số ca mắc cao là hơn 3.000 ca cho đến hiện nay, và hàng ngày có khoảng 100 ca mắc một ngày. Thế thì với cái địa hình Thành phố Hồ Chí Minh rất là phức tạp, với cái đông dân rồi các ổ dịch cũng rải rác ở nhiều quận, nhiều phường xã rồi đấy, và cái vấn đề lây truyền cũng rất khó khăn. Nhưng mà tôi thấy Thành phố Hồ Chí Minh có những cái điểm mạnh mà chúng ta đã thấy. Ví dụ như lực lượng y tế rất là hùng hậu với rất nhiều bệnh viện và cũng đã kinh qua cái việc điều trị COVID trong cái giai đoạn trước. Điểm thứ hai là cái sự tập trung rất là quyết liệt của thành phố cũng như cả nước trong cái cũng bộ và bộ y tế cho cái việc phòng chống dịch này. Và chúng ta thấy là nhà nước cũng đã tổ chức cái việc mà tiêm chủng vaccine trong cái giai đoạn tập trung cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cái năng lực xét nghiệm của Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là lớn. Hiện nay đã rất nhiều cái cơ sở xét nghiệm được, và với một cái lượng xét nghiệm rất lớn như vậy thì cái số ca khi mà mình xét nghiệm rộng thì cái số ca phát hiện cũng sẽ được nhiều hơn. Và đại đa số ca phát hiện được vẫn nằm trong các cái khu phong tỏa hoặc là cách ly, chứ không phải là ở bên ngoài, tự do bên ngoài là nhiều. Vì tôi tin là năng lực của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các cái khâu tổ chức đã chuẩn bị cho một cái kịch bản có thể đông hơn. Thí dụ những cái khu bệnh viện dã chiến để thu dung các cái F0 mà chưa có triệu hiện, những cái bệnh viện để chữa những cái bệnh nhân có triệu chứng, và những cái bệnh viện để chữa cho những cái ca nặng với một năng lực của Thành phố Hồ Chí Minh. Thì và cái tính chất quyết liệt trong phòng chống dịch của chính phủ, Bộ Y tế và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh và cái lực lượng đông đảo y tế của Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi tin rằng là trong một cái thời gian tới chúng ta có thể kiểm soát được. Vâng ạ, rõ ràng là để mà tránh quá tải cho các cơ sở y tế cách ly tập trung thì Bộ Y tế đồng ý cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai thí điểm cái việc mà cách ly F1 tại nhà khi mà đảm bảo các cái điều kiện cụ thể. Đây có phải là một phương án tối ưu dẫn tới cái việc mà kiểm soát tốt dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới không? Cái việc tổ chức cách ly thì đối với F1 thì nó phụ thuộc vào cái tình hình dịch. Và chúng ta biết là F1 là những người mới có phơi nhiễm với ca bệnh thì chưa chắc đã là bị nhiễm. Cho nên là chúng ta theo dõi các cái F1 đấy là cái biện pháp phòng chống dịch mà chúng ta đi trước một bước, chúng ta đã cố gắng để truy vết để mà ngăn chặn. Thế thì khi mà cái số ca nhiễm nó cao thì trước đây cái giai đoạn đầu thì chúng ta nhiễm nó lẻ tẻ rất ít thì cái việc mà tổ chức cách ly tập trung nó không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà khi mà số ca nhiễm nó cao thì một ca nhiễm này có thể trong cái vòng 10-15 ngày trước đấy thì có thể tiếp xúc với rất nhiều F1. Và nếu như thế thì cộng lại thì cái lượng F1 là sẽ rất lớn và chúng ta sẽ rất khó khăn trong việc cách ly tập trung. Cái điểm thứ hai là trong cách ly tập trung mà khi cơ sở vật chất nó không được đầy đủ mà tốt nữa, thì cái nguy cơ lây nhiễm nó có chứ không phải là không. Và cái vấn đề là bất tiện cho cái người bị cách ly, rất là khó khăn cho người cách ly. Thì cái khâu mà chúng ta tổ chức cách ly thì tại cơ sở lưu trú và dưới sự giám sát có điều kiện, tất cả những điều kiện mà chúng ta thực hiện tốt được thì nó sẽ đem lại nhiều cái lợi ích. Ví dụ như cái người được cách ly cũng thoải mái hơn. Thứ hai là có thể làm việc từ xa được nếu là công việc đang làm.
rồi cái việc mà đối với gia đình cũng thuận lợi hơn. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là làm thế nào để đảm bảo cái điều kiện mà Bộ Y tế giao, thì là chúng ta phải thực hiện đầy đủ như các cái quy định của Bộ Y tế về vấn đề cách ly tập trung. Vậy thì rõ ràng là khi mà cách ly F1 tại nhà và tự theo dõi theo những cái biện pháp mà Bộ Y tế đã đồng ý ở thành phố Hồ Chí Minh, thì làm thế nào chúng ta kiểm soát được và tránh cái việc mà bùng phát một cái ổ dịch mới tại chính cái địa phương mà nơi các F1 đang cách ly tại nhà được? Thứ nhất thì các cái quy định đối với cách ly tại nhà đối với F1 thì đã được Bộ Y tế đã ban hành, và rất nhiều các cái thì đầu tiên là chúng ta phải phổ biến một cách rộng rãi cho các cái người được cách ly biết, gia đình người cách ly, chính quyền địa phương, rồi các cái tổ Covid cộng đồng và nhiệm vụ của từng người cách ly, cũng như là trong gia đình, chính quyền địa phương, rồi nhân y tế, để mà chúng ta thực hiện nghiêm chỉnh cái thực hiện này. Đối với người cách ly, cái điều quan trọng nhất là không ra khỏi cái nơi cư trú, để thực hiện tránh tiếp xúc với những người trong gia đình, cũng như là thực hiện các cái biện pháp như đeo khẩu trang, rồi vệ sinh nhà cửa, vệ sinh trong cái phòng ấy, không ra khỏi phòng, rồi theo dõi sức khỏe của mình, có vấn đề gì về thông báo những người mà thực hiện như thế, thì đảm bảo như vậy. Thì còn trong gia đình, những người ấy cũng phải được thực hiện, và những cái người trong gia đình cũng phải được cư trú trong cái hộ ấy, chứ không được tự do đi ra bên ngoài. Và cái đặc biệt nữa quan trọng là vấn đề chính quyền địa phương. Thật ra cái người dân nó rất là quan trọng để có thể giám sát cái việc ấy và hỗ trợ cái người để cách ly cũng như gia đình người cách ly các cái nhu yếu phẩm thường xuyên để người ta đảm bảo cái sinh hoạt cho nó tốt. Và y tế, cái điều quan trọng là theo dõi sức khỏe và có một cái liên hệ rất rõ ràng, cũng như là mình xét nghiệm trước khi mà người tiếp xúc là xét nghiệm là âm tính, rồi sau một tuần phải xét nghiệm, và có thể là trước khi kết thúc xét nghiệm, thì chúng ta xét nghiệm nhiều như thế thì sẽ phát hiện được là khó chuyển thành F0, tức là từ cái lúc nhiễm ít mà nó có thể nhân lên mình phát hiện được, thì chúng ta có thể chuyển đi các cái cơ sở cho nó phù hợp. Vâng. Vậy thì trước đó thì một số tỉnh thành như là Đà Nẵng này, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương cũng đã từng tính tới cái phương án này. Tuy nhiên thì lại gặp khó khăn trong vấn đề thực hiện, vì chúng ta nhìn nhận là vẫn khó giám sát này, khó đảm bảo được việc mà cách ly tại nhà so với cách ly tập trung. Vậy thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì việc giám sát F1 bằng camera hoặc là các cái tổ Covid cộng đồng thì sẽ có ý nghĩa then chốt như thế nào trong cái việc mà giúp thành phố Hồ Chí Minh có thể được hoàn thiện cách để mà có thể giãn cách như này? Cái giai đoạn đầu thì chúng ta cũng lúc đầu là định tính toán cái việc làm ở Bắc Giang trước, nhưng mà sau khi mà chúng ta tập trung cái ở Bắc Giang, cũng như là cái sự chỉ đạo của Bộ Y tế và rất nhiều các cái đơn vị, các bệnh viện, rồi cũng như là quân đội đã tham gia vào cái việc hỗ trợ Bắc Giang, cho nên chúng ta kiểm soát được, cho nên là chúng ta không thực hiện cái việc cách ly tại nhà. Đấy. Nhưng mà đối với thành phố Hồ Chí Minh thì với cái quy mô như thế này, chúng ta thực hiện cái việc cách ly tại nhà để có những cái lợi thu được và cái đấy. Thật sự thì cái việc lắp camera cũng như là cái tổ Covid cộng đồng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta giám sát cái người cách ly cũng như thế, nhưng cái điều quan trọng vẫn là ý thức tự giác của người đã cách ly cũng như gia đình người cách ly phải hiểu rõ cái vấn đề. Và chúng ta cũng đã thấy rõ ràng là một số những người không thực hiện cái việc cách ly và đã có những cái chế tài mà chúng ta đã thực hiện rồi. Thì làm thế nào mình tuyên truyền phổ biến sâu rộng cho những người hiểu được cái vấn đề ấy. Thì nhiều nước họ phạt rất là cao về mặt kinh tế, cũng như là cũng có nước đã truy tố rồi, mà chúng ta cũng đã làm một số việc như thế rồi. Thì chúng ta làm thế nào phải phổ biến trước cho mọi người thấu hiểu cái vấn đề này, bảo vệ cho mình, bảo vệ cho gia đình và bảo vệ cho cộng đồng là cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và khi chúng ta tư tưởng đã thông rồi thì sẽ làm cho tốt hơn. Vâng, vậy thì chúng ta có thể nhìn nhận cái ý thức của người dân cũng là nền tảng để cái việc mà cách ly thực hiện hiệu quả trong thời gian tới tại thành phố mình. Và việc mà thành phố đặt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trong 10 ngày tới, chúng ta liệu có làm được hay không khi mà chúng ta cộng gộp cái việc mà lấy mẫu xét nghiệm diện rộng này, chúng ta cách ly khoanh vùng triệt để. Vậy thì tổng hợp tất cả những điều này thì 10 ngày
dấu mốc 10 ngày sẽ có đạt được hay không đối với thành phố Hồ Chí Minh? Vâng, thưa bác sĩ. Đúng là thành phố Hồ Chí Minh với cái năng lực như vậy và chúng ta đã đang tiến hành một cách rất là quyết liệt, quyết tâm rất là quyết liệt, thì các cái ca nhiễm mới chủ yếu là phát hiện ở các nơi đã được khống chế, đã được kiểm soát, đã được ấy, chứ còn các cái ca bệnh mà tự do ngoài cộng đồng nó không có mấy. Thì với cái biện pháp mà chúng ta tăng cường truy vết xét nghiệm những cái trường hợp mà tiếp xúc, thì chúng ta sẽ cô lập được những cái ca bệnh và cái mức độ lây lan nó sẽ giảm xuống, và tôi tin tưởng rằng khoảng độ 10 ngày thì nó có thể hoàn thành. Vâng ạ, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.